Một cô gái đang chạy đua dưới sự truy sát của con quạ lớn đang bay trên đầu, thế nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi nó. Con quạ cứ thế lao xuống dùng những móng vuốt sắc nhọn bất thường tấn công cô gái tội nghiệp. Rốt cuộc nó là loại sinh vật gì đây? Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ phim có tên Băng Huyết cùng kênh nhé! Nhóm các nhà khoa học này gồm anh chàng mũ len Janek, áo vàng Black, cô nàng tóc Sunbeck và chàng trai ít nói Haran. Khí hậu ngày càng nóng lên nên việc băng tan càng trở nên phổ biến. Vì vậy, nhiệm vụ của nhóm khoa học gia này chính là cùng nhau thực hiện công trình nghiên cứu vi sinh vật và khí hậu tại một dòng sông đóng băng. Đồng hành cùng họ còn có một chú chó cưng rất trung thành với Janek. Họ miệt mài ngày đêm quan sát sự tăng giảm nồng độ ô nhiễm. Bất ngờ một hôm họ phát hiện khí hậu trên núi có gì đó bất ổn. Janek lập tức đi cùng Flag lên núi để kiểm tra. Trong khi đó, con chó của Janek đột nhiên nhìn lên trên rồi bắt đầu sủa inh ỏi. Họ lập tức chạy theo lên xem thử. Điều đầu tiên đập vào mắt họ chính là lớp băng trên núi lại có màu đỏ như máu. Flag leo lên cạo một lớp tuyết đỏ đựng vào bình để mang về nghiên cứu thêm, còn Janek thì chui vào trạm để sửa chữa vài dụng cụ linh tinh bị hỏng. Lúc này con chó tò mò chạy tụt vào trong động rồi chẳng thấy ra. Nó càng lúc càng vào sâu và bị một con cáo cắn trọng thương. Tiếng sủa inh ỏi của nó đã khiến Flag hoảng hốt ngã nhào xuống đất. Chủ nhân của chú chó lập tức chạy vào trong và phát hiện con cáo đang nằm thoi thóp với cái mồm đầy dãi nhớt. Còn bụng thì có thứ gì đó cựa quậy trông rất kinh khủng. Anh quan sát thấy ở đây không được an toàn nên vội mang chú chó ra ngoài. Sau khi băng bó vết thương cho Flag và tiếp đến là chú chó, họ cùng nhau về lại trạm nghiên cứu và lấy mẫu tuyết ra quan sát dưới kính hiển vi. Theo suy đoán, đó có thể là một sinh vật có tế bào và đang tự phân hủy. Xem ra đây là một phát hiện rất thú vị nên Beck yêu cầu một trong số họ đi cùng cô mang mẫu vật đến trạm trên núi để cất. Thế nhưng ai cũng từ chối, nhất là Janek khi anh biết rất rõ trên đó có một con cáo đang bị dại và nó vừa làm trọng thương con chó yêu quý của anh. Mọi người đang bán tín bán nghi câu chuyện con cáo dại mà Janek kể, thì đúng lúc đó bạn gái của anh là Tania gọi đến nói rằng cô ấy đã có mặt ở đây sớm hơn dự định. Ngày mai cô sẽ cùng vợ chồng thủ tướng đến để kiểm tra công việc nghiên cứu của mọi người. Janek cảm thấy lo lắng vì sợ sự tồn tại của con cáo sẽ gây ra rắc rối, nhưng nếu nói ra sự thật có thể thủ tướng sẽ hủy chuyến đi này. Để giải quyết vấn đề một cách vẹn toàn, anh quyết định một mình quay lại hang động gần dòng sông đóng băng để bắn chết con cáo ấy đi. Nào ngờ đang quan sát bên ngoài thì nghe thấy âm thanh lạ. Anh dùng đèn pin soi và phát hiện ra con cáo đã rời khỏi hang bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Anh âm thầm gọi về cho Haran kêu anh ta mang súng đến. Nhưng Haran lại la làng lên trong điện thoại làm con cáo chạy đi mất. Không lâu sau đó trước mặt anh là một con bọ quái thai lai cáo xuất hiện. Anh lùi lại cố giữ đèn pin rọi sáng về phía con quái vật ghê tởm ấy. Rất nhanh sau đó đồng đội cũng đã mang súng đến. Tuy nhiên Janek không còn đủ bình tĩnh nữa. Anh vội vác súng chạy về trạm rồi khóa cửa cố thủ bên trong. Dáng vẻ Janek hết sức khẩn trương lo lắng về con quái vật ấy. Tuy nhiên không một ai tin về những điều kinh khủng mà Janek vừa trải qua. Tối đó anh ôm con chó vào ngủ chung cho đỡ sợ. Sáng hôm sau bình tĩnh lại, anh đã gọi thông báo với Tania rằng ở đây có thú dại. Còn việc cô có tiếp tục đưa ông bà thủ tướng đến đây hay không thì phụ thuộc ở cô ấy hết. Tania tiếp nhận thông tin nhưng vẫn quyết định giấu kín bí mật này. Vì biết bạn gái vẫn quyết định đến đây nên Janek đã cùng với Beck quay lại dòng sông băng huyết. Thế nhưng kỳ lạ là chất màu đỏ trên khối băng đã đột nhiên biến mất. Trong lúc Beck đang tích cực lấy mẫu băng bên trong hang, Janek đi tè thì phát hiện mình vừa tè lên một vật gì đó. Nó trông như một cục thịt động đậy màu đen ngòm. Xem đây là chiến lợi phẩm, họ lập tức mang nó về nghiên cứu. Hình dáng nó trông giống như một con bọ nhưng kích thước phải to hơn cả trăm lần. Đã vậy lại còn bốc mùi khắm lọ rất kinh. Không ai biết nó là loài vật gì cho đến khi nữ tiến sĩ bóc ra được một mẫu vật mang đi xét nghiệm. Sau khi phân tích đoạn mã gen giữa nó và đoạn mẫu vật trong lớp băng huyết mà họ mang về khi trước, cô xác định lớp băng tan kèm với độ ô nhiễm của khí hậu đã khiến một loài vi khuẩn trong lớp băng bị đột biến gen, qua đó lây nhiễm cho những loài động vật sử dụng nguồn nước. Ban đầu sẽ là từ đường tiêu hóa, nó bắt đầu sinh sôi nảy nở trong cơ thể vật chủ và tạo ra một loài mới bị biến đổi gen. Tiếp theo là lây lan qua tuyến nước bọt từ vết cắn. Điều này có thể giải thích cho việc Janek gặp một con cáo lai bọ là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhóm Tania đang đưa hai ông bà thủ tướng lên núi chụp hình thì bất ngờ ông Chọc bị một con bọ máu cắn. Tuy vậy anh ta đã nhanh tay đập chết nó đi. Lúc này Tania nhận được cuộc gọi của bạn trai nhắc nhở cô hãy đi đường khác, bởi vì bên dòng sông băng hiện có một con cáo dại nguy hiểm. Điều này khiến ông bà thủ tướng vô cùng bất ngờ. Theo các báo cáo trước đây, ngọn núi này chưa từng có bất kỳ sinh vật nào bị dại. Nhưng vì Tania là người dẫn đường nên cô có quyền quyết định. Anh Chọc bỗng nhiên có dấu hiệu lạ, bắt đầu choáng váng đầu óc nhưng anh vẫn cố đi tiếp cùng mọi người. Họ nghe theo lời Janek đi một con đường khác dẫn đến trạm nghiên cứu chính thức. Bất ngờ ở gần đó có một cô gái bị con quạ tấn công. Với móng vuốt cực nhọn và dài, nó dễ dàng đâm xuyên qua da thịt của cô. Trong khi đó, những người đồng nghiệp của Janek vẫn chưa nhận biết được sự nguy hiểm đang rình rập họ. Vì xem con bọ kia là một khám phá khoa học vĩ đại và muốn tiếp tục nghiên cứu thêm trước khi công bố với công chúng.
nên họ đề nghị Janek phải giữ kín việc này và xem đây là tin tuyệt mật không được để ai biết. Thế nhưng quan điểm của Janek trên hết vẫn là phải đảm bảo an toàn tính mạng. Họ bắt đầu bất đồng quan điểm và xảy ra xô xát. Janek một mình vác súng đi đón thủ tướng. Trên đường anh phát hiện một con vật chết dường như thịt vẫn còn tươi. Có điểm chẳng lành nên anh vội bật tốc hành chạy thật nhanh. Lúc này tình trạng anh chọc càng lúc càng tệ, vã mồ hôi còn tay chân thì bùn rùn không còn hơi sức nữa. Bất thình lình cô gái chạy đến liên tục cầu cứu dẫn theo con quạ đuổi phía sau. Một người lấy súng ra nhắm về phía nó nhưng con quạ IQ 200 vừa nhìn thấy súng đã lượn đi mất. Anh chàng chỉ vừa quay đi nó đã lập tức lao xuống mổ vào đầu và dùng móng vuốt đâm anh chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng quá kinh hoàng khiến anh chọc không giữ được bình tĩnh chạy đi mất. Những người còn lại giúp đỡ cô gái lạ mặt rồi đưa về trạm. Trên đường đi họ đã gặp được Janek. Vào trạm rồi xem ra chỉ mới an toàn 50%. Bà thủ tướng muốn gọi cứu viện đến nhưng điện thoại thường lại không bắt được sóng. Còn điện thoại vệ tinh của trạm đã bị bếch và flag xấu đi mất rồi. Hai người kia mang mẫu vật đến trạm đo lường ở gần dòng sông băng. Bếch vừa mở chiếc hộp ra con bọ đã lập tức nhảy lên bâu vào mặt. Cô bị hút máu quằn quại một cách vô cùng đau đớn. Thấy vậy, Flag nhặt một tảng đá lên liên tục đập vào nó để rồi cả đồng nghiệp và con bọ đều chết. Trở lại trạm chính, Tania vào gặp chú chó đáng thương. Nhìn lại những sự việc đầy ám ảnh vừa xảy ra, cô biết được chú chó này không thể trở lại bình thường được nữa. Buộc lòng cả cô và bạn trai đều phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, đó là tiêm trợ tử cho nó. Đồng thời cô thông báo với Janek rằng cô đã có thai. Đây không phải thời điểm thích hợp để đón nhận tin tức được thăng chức. Đối với một người cha thì tin này quả thật khiến anh thấy nặng nề như đeo thêm một quả tạ trên người. Janek vừa định đi tìm lại điện thoại vệ tinh thì Flag bất ngờ chạy về và mang theo một con dê núi đột biến gen. Sau khi đóng cửa lại, Janek hỏi về chiếc điện thoại thì Flag nói rằng anh không hề giữ nó. Bên trong có nhiều mối ngon nên con dê không dễ dàng gì bỏ qua. Nó tông điên cuồng khiến ngôi nhà rung lắc dữ dội, cả hệ thống điện cũng bị cắt đứt. Phá được cửa sổ, nó hí ha hí hửng thò đầu vào trong nhưng lại bị Janek dùng tay chặn. Vợ thủ tướng lấy máy khoan chọc thủng trên đầu nó một lỗ có vẻ khá sâu. Cảm thấy đau quá nên con dê quyết định từ bỏ miếng mồi khó nhai này. Theo như suy tính thì nếu không thể liên lạc được với thủ tướng thì trong vòng 24 giờ đội trực thăng sẽ lập tức đến đây đón họ về. Nhưng cô gái đã bị nhiễm trùng máu khá nặng, nếu kéo dài e rằng cô có thể chết. Janek lại quyết tâm đi tìm chiếc điện thoại để có thể liên lạc với người ở đất liền nhờ họ đến giúp đỡ. Anh dùng súng uy hiếp Flag phải đi cùng. Khi họ rời khỏi cũng là lúc virus trên người cô gái hình thành bào thai. Hara yêu cầu nên giết cô ấy trước khi quá muộn, nhưng vợ ông thủ tướng không cho phép hành động độc ác ấy. Còn nước còn tát, còn thở thì còn chữa. Mọi người bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật cắt bỏ bào thai virus ra khỏi cơ thể cô. Quá trình diễn ra vô cùng căng thẳng. Bà mạnh dạn rạch đùi gấp ra được cái đầu chim rồi bỏ vào lửa tiêu hủy. Sau đó lấy sắt nung sát khuẩn miệng vết mổ. Lúc này cô gái đau không chịu được nên đã bật dậy la hét thất thanh. Cuối cùng quá trình phẫu thuật cũng thành công. Cả nhóm đang uống rượu mừng thì chợt nghe tiếng đập cửa cầu cứu. Họ ra mở cửa, hóa ra đó là ông chọc quay về với khuôn mặt biến dạng, nửa bên là lớp vảy sừng như động vật, vết cắn trên cổ bũng xịt máu giải phóng cho hàng trăm con bọ trôi ra. Tất cả lập tức rơi vào cơn hoảng loạn tột cùng. Trong lúc dãy giụa, một người đã bị lửa thiêu cháy. Janek vào đến trạm trên dòng sông nhưng Flag lại cố tình giấu việc Beck đã chết. Hắn vào trong lấy khẩu súng rồi trở ra ngoài tỏ vẻ ngây thơ như con bò đau nơ. Tôi không biết cô ấy và chiếc điện thoại đang ở đâu. Linh tính mách bảo Janek đi vào hang và nhìn thấy xác của Beck đang nằm dưới đất. Chưa kịp chất vấn Flag thì hắn đã vội dùng súng uy hiếp Tania. Hắn dọa cô phải bỏ súng xuống, sau đó còn đánh cô ngã. Tên phản bội ấy cuối cùng đã bị con cáo tới làm thịt trong một nốt nhạc. Cả Tania và Janek lập tức hợp sức đập chết con quái vật đó rồi cùng nhau bỏ chạy. Ra khỏi hang động, họ nhìn thấy khói đen bay nghi ngút nên lập tức quay về trạm chính. Nơi đây gần như đã bị hủy hoại, chỉ còn lại một đống hoang tàn cháy rụi. Rất may họ tìm thấy vợ chồng thủ tướng vẫn còn sống sót. Máy bay đã đến sớm hơn dự định, trong khi mọi người đều đã lên máy bay chuẩn bị trở về. Tania vào nơi ở của chú chó và phát hiện bên cạnh nó là một đứa trẻ mang hình dáng mình người đầu chó. Cho rằng nó sẽ mang đến tai họa nên Janek muốn giết chết nó ngay lập tức. Thế nhưng Tania lại không đồng ý. Có lẽ thiên chức làm mẹ đã khiến cô mủi lòng muốn bảo vệ đứa bé ấy. Cô cẩn thận ấp đứa bé vào trong một chiếc khăn ấm áp và đưa về cùng mọi người trên chuyến bay. Tại đây họ nhìn ra ngoài và phát hiện ra đám tuyết lại chuyển sang màu đỏ. Nhưng lần này nó còn lan ra diện tích rộng hơn trước. Nhìn vào mắt bạn gái, Janek cũng nhận thấy vệt máu đỏ trong tròng mắt. Thôi xong rồi, lại tới câu chuyện nữa. Nội dung bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.